Đến nơi sau 2 phút vào 9 giờ 25 sáng, tuyến đường này không thu phí cầu đường. Trong biển cháy tỏi cái này bắt con chưa nhau cháu em mới bắt gì ta 12.000 trái, em bé tôm chua gì cũng được. Để chung hay gì? Để chung hay không? Để chung đại. Mình ta dụng không kì. Cháo cá hồi, cháo ếch, cháo bồ, cháo xôi, rất là nhiều loại cháo. Cháo xương. Bây giờ Giang Quý sẽ đi giao hai phần cháo ốc heo rồi đó nha. Giang Quý giao lên tới quận 12 rồi cả nhà, cũng rất là xa. Đường Phan Văn Hớn, quận 12 cả nhà. Bây giờ Văn Quý sẽ quẹo vào đường An Dương Vương. Văn Quý sẽ tìm được ở đây có cá mà. Văn Quý sẽ quẹo vào đường An Dương Vương nha. Ở đây thì Văn Quý đang ở đường này là đường Hoàng Văn Hợp. Từ Hoàng Văn Hợp này Văn Quý sẽ quẹo đường trái đi. Rồi trái qua đây. Văn Quý chạy ra công viên Phú Lâm. Giờ này thì đường rất là đông xe, tại vì là 9 giờ là xe tải là được phép là chạy vào trung tâm với cả nhà, nên là rất là đông xe. Quay dân hợp với cả nhà, quay dân hợp chúng tôi sẽ ra cái đường số 1 trước chứ, ra đường số 1 xong rồi mới ra đường Phú Lâm. Đây. Ở đây có bán bún với lại phở, nói chung là rất là nhiều quán bún với quán phở, cơm, cháo, hủ tiếu, nói chung là rất là nhiều. Trong quý chạy, trong quý giao cái này, trong quý biết được rất là nhiều quán có những món ăn rất là ngon. Đây. Giống như ở đây này có quán này là quán Hồng Kiếm Mì Gia này cả nhà. Hồng Kiếm Mì Gia là có nổi tiếng về mì vịt tiềm đấy. Rồi bây giờ Dân Quý sẽ chạy ra công viên Phú Lâm nha. Đây. Hay nếu mà nãy Dân Quý quẹo qua đường số 7 luôn thì nó sẽ nhanh hơn, tại vì đường này nó xa. Với mặt độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10 triệu người á, thì cho nên là đường phố rất là đông. Thì ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì rất là vui, đông vui và nhộn nhịp. Tuy là không có đông vui như lúc trước,
trước dịch thì rất là đông vui, nhưng mà bây giờ sau dịch thì nó cũng không có, cái tình hình nó cũng lắng xuống bớt, nhưng mà nó vẫn đụng nhịp. Rồi cả nhà ơi, Dân Quý tới rồi, Dân Quý sẽ quẹo trái vào mà đường An Nhân Vương để Dân Quý đi giao nha. Dân Quý kết thúc video tại đây nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Rồi Dân Quý chào cả nhà nha. Trước Dân Quý cũng làm ở đây nè, làm công ty ở đây nè, nói chung Dân Quý làm nhiều chỗ lắm cả nhà. Rồi bây giờ Dân Quý sẽ đi giao phở với lại bánh cuốn cho cả nhà. Đây Dân Quý máy trên xe, Dân Quý chạy thì Dân Quý sẽ chạy ra đường, đây là đường ra đường số 1. Từ đường số 4 này Dân Quý sẽ chạy ra đường số 1 cho cả nhà. Dân Quý sẽ chạy về hướng Ion Bình Tân, quẹo ra chung cư Nguyên Lai ở đường Kinh Dương Vương. Lúc trước là Dân Quý hay cầm, Dân Quý quay như vậy nè, Dân Quý quay những cái tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh đó, nhưng mà bây giờ Dân Quý không có quay những tuyến đường nữa, tại vì ít có đi qua những tuyến đường đó nữa, cho nên Dân Quý không có review. Với lại là công an giao thông người ta không có cho sử dụng điện thoại khi mà chạy xe ở nhà đấy, cho nên là Dân Quý không có cầm quay như vậy, tại vì quay như vậy thì nó cũng không có an toàn, tại vì một nếu mà chúng ta một tay cầm điện thoại mà một tay chạy xe thì nó cũng nó sẽ chúng ta nhiều khi chúng ta không có để ý, chúng ta không có quan sát kỹ là nó dễ gây tai nạn. Cho nên những cái tuyến đường này thì nó ít xe, cho nên là những quý chạy từ từ, cho nên là cũng dễ quan sát hơn. Còn những tuyến đường như là đường Dương Bá Trạc hoặc là đường Võ Văn Kiệt á, thì nó tuyến đường đó nó đông xe, cho nên là nhiều khi chạy, nhiều khi chúng ta phải để ý quan sát thật kỹ thì nó mới không có xảy ra tai nạn giao thông. Còn nếu mà chúng ta cứ mà chú tâm nghe điện thoại hoặc là bấm điện thoại là chúng ta không có nhìn quan sát xung quanh á, là nhiều khi nó những xe mà người ta nhiều khi người ta chạy người ta không có chú ý, nhiều khi ở ngoài sau người ta chạy người ta không có, người ta thắng gấp người ta là nó sẽ va chạm, có rất là nhiều cái mà tai nạn va chạm mà nhiều khi là do là sử dụng điện thoại đó cả nhà. Nên là Dân Quý cũng hạn chế sử dụng điện thoại lắm, cho nên là nhiều khi có việc cần thiết là Dân Quý sẽ đậu lại, Dân Quý mà mất điện thoại, chứ nhiều khi Dân Quý cũng không có cầm chạy, nhiều khi nó làm cho nhiều khi chúng ta bấm chúng ta cúi xuống mà chúng ta không có nhìn lên á, nhiều khi cái phía trước người ta thắng gấp mình không có thấy á, nó vậy. Rồi bây giờ Dân Quý sẽ quẹo vào đường Bình Đại Trong như cả nhà. Để Bình Đại Trong cứ sẽ quẹo đường trái đi, đường trái qua đường Bình Đại Trong. Lúc trước ở đây là có hội chợ này cả nhà, cái đoạn đường Bình Đại Trong này là hay có hội chợ đó, tại vì cái đường này á, là tổ chức hội chợ ở đây á, thì nó không có bị kẹt xe, tại vì cái hai cái làn đường của mình ở trong nó rất là rộng, đấy nó như cái công viên vậy cả nhà đấy. Lúc trước Dân Quý gặp bà ngoại bán bánh với trái cây ở đoạn này nè, mà thường thì Dân Quý mà gặp thì Dân Quý cũng mua ủng hộ thôi, chứ nhiều khi Dân Quý cũng kinh tế ra cũng Dân Quý cũng không có, nó chưa có, nói chung là nó không có, chưa có ổn định, cho nên là Dân Quý cũng họ cũng không có giúp được gì nhiều hết á, tại vì nhiều, tại vì trong cái xã, ở ngoài xã hội cả nhà rất là nhiều người khổ, nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhiều khi người ta khổ khó khăn về vật chất lẫn tinh thần luôn á, nhiều khi có nhiều người người ta không có đi lại được, người ta mà nhiều khi bị những cái chứng bệnh hoặc là tai nạn lao động đó, nó làm cho tay chân của họ không có đi lại được, cho nên họ không có đi ra làm việc được rồi. Dân Quý đi ra ngoài, Dân Quý gặp rất là nhiều hoàn cảnh luôn á, nhưng mà nhiều khi Dân Quý không biết phải giúp như thế nào luôn, tại vì kinh tế của Dân Quý nó cũng không có, cái thu nhập của Dân Quý nó không có ổn định,
cho nên là nhiều khi dân quý muốn giúp cũng không biết không giúp làm sao. Đấy có ngoại nè, đây ngoại bán bánh đây nè, đó chắc cũng có nhiều người người ta thương ngoại, người ta mua ủng hộ cho ngoại á. Khi người ta những người cụ già mà người ta lớn tuổi cả nhà, người ta không có con cái á, khi người ta phải mưu sinh như vậy đó cả nhà, rất là khổ. Rồi bây giờ dân quý đã chạy ra đến Ion Bình Tân rồi cả nhà. Đấy, ở đây là trước mặt dân quý là Ion Bình Tân nha, một trung tâm thương mại rất là lớn của quận Bình Tân. Và quận Tân Phú cũng có một cái Ion, là hai quận, quận Bình Tân và quận Tân Phú. À, mỗi quận là một siêu thị rất là lớn, một trung tâm thương mại rất là lớn giữa trung tâm của Bình Tân. Thì người ta rất là thích đến đây vào những cái dịp lễ hội hoặc là nghỉ Tết hoặc là nghỉ hè. Tại vì ở trong đây không gian nó rất là rộng, rất là mát, rất là đẹp. Cho nên là người ta vào đây có thể ăn uống hoặc là check in chụp hình kỷ niệm với cả nhà. Đấy, đây do nha cả nhà. Rồi, dân quý xin kết thúc video buổi sáng tại đây nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và vui vẻ nha cả nhà. Cả nhà hãy subscribe ủng hộ kênh YouTube dân quý Vlog Cuộc Sống Việt nha cả nhà. Ủng hộ dân quý một cái lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Đây giúp dân quý cũng làm ở cái chương trình này mà làm có vài tuần rồi. Tại vì công việc ở đây nó cũng nói chung là cũng không cũng cực đấy. Tại vì nhiều khi chúng ta không biết làm sẽ rất là khó làm đấy. Cái tay nghề, nhiều khi chúng ta có tay nghề của cái bên thợ hồi nó dễ, còn nếu mà chúng ta lao động không á mà chúng ta không biết làm thì cũng rất là khó. Rồi, chào cả nhà nha cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.